con của mày. À vậy hả? À, con đó này 5 tuổi rồi. Còn con này giống khác. Ô con này tao thấy con khoái quá rồi. Điều mấy con này nó hiền. Rồi nuôi về nó ăn dưỡng chú. Tao ngàn cử rồi cho sáng ăn gì rồi xong rồi. Ờ ơi nè, tao nuôi cho đồ ăn nè. Đồ ngon nó cho ăn á. Tại vì nó trước và cơm nè, nồi nó nè. Rồi là nước nữa. Làm nó ăn, là nước nè. Đó, con làm riêng cho nó luôn á. Ghê, con này giờ lứa rồi, con này phải là 7 triệu rồi, hôm trước có 5 triệu à. Ghê vậy hả, cũng còn cao với vậy hả ta? Đâu có trắng thì cho màu đỏ, nâu đỏ. Nâu đỏ phải không? À, nâu đỏ nó mắc hả? Ừ, cái màu á, mắc cái màu á. Họ mua là 5 triệu bạc rồi. Là sao, là cái màu hay cái mảo? Cái màu. À. Cho lứa. Ờ cái con này cũng khoái quá ta. Là con này mắc không chú? Chó này không mắc mà chó con mắc. À, mắc con mắc bao nhiêu lần? 2 triệu con. Con 2 triệu con. Ghê vậy hả? Ừ. Nó ra được con này để kêu mà đực nè, thấy không? Ghê không? Hai ba người ở dặn nữa. Đực. Nó được mấy tuổi rồi chú? Này chưa được tháng mà. Còn được tháng không đi. Tháng nào con này chừng 20 ngày nó bán rồi. Hai con cái được. Một con gì bán nhiêu chú? Hả? Một con gì bán nhiêu? 2,5 triệu. Còn mình bán ngàn nữa thì 2 triệu. Ừ. Thấy không? Còn bán rẻ nó khác. Mấy con này không còn được con khác. Chắc đu rồi đó. Bây giờ mình lạc xưởng á hả? Ờ lạc xưởng, hồi đó mua là từ sáng giờ bán con này đi bạc. Nhưng mà lạc xưởng giờ đâu có giá nữa đâu. Hả? Lạc xưởng giờ đâu có giá nữa đâu. Đâu cho con cũng được tiền mấy con. Chỉ vậy hả? Giờ bán cái gì cho con nữa. Này loại chi hoa hồi xưa mà mua bỏ túi rồi đó. Dạ. Dạ, chuyện tháng đẹp lắm. Này em đọc được con đã đẹp. Ngồi xuống đi. Cô vậy ăn chay luôn hả cô? Dạ, ăn chay.